Thông tin từ Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ, bệnh viện đã gửi công văn khẩn cho lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các bệnh viện trong khu vực thông báo về việc hết khối tiểu cầu gạn tách, kể cả cho cấp cứu. Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Diệt, giám đốc Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ, hiện nay kho dự trữ của bệnh viện không còn đơn vị khối tiểu cầu nào để cung cấp cho 74 bệnh viện có sử dụng máu do Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ cung cấp. Vì thiếu máu và các chế phẩm máu do bệnh viện không còn túi lấy máu cũng như hóa chất, vật tư để xét nghiệm, gạn tách chế phẩm máu vì chưa xong thủ tục đấu thầu. Trong lúc chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt gói thầu gần 400 mặt hàng trị giá trên 150 tỷ đồng, trước mắt bệnh viện thực hiện 3 gói thầu dưới 500 triệu đồng theo nghị quyết 01/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ để có vật tư hóa chất lấy một số khối tiểu cầu phục vụ công tác cấp cứu người bệnh. Sau nhiều lần làm thủ tục đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ vừa được Sở Y tế thành phố Cần Thơ trình Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vào ngày 21 tháng 7 vừa qua.